Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin bất ngờ về người chồng quyền lực bên cạnh danh ca Sơn Tuyển hơn 40 năm vẫn như vợ chồng son. Chung sống với nhau hơn 40 năm nhưng danh ca Sơn Tuyển và chồng không tổ chức đám cưới. Hiện tại cả hai vẫn như vợ chồng son vì chưa có con. Danh ca Sơn Tuyển, em gái của danh ca Thanh Tuyển, vốn là một trong những tiếng hát được khán giả yêu thích qua nhiều năm qua. Nhắc đến nữ danh ca sinh năm 1960, không thể không nhắc đến sự chăm sóc, quan tâm của ông xã đã gắn bó với chị hơn 40 năm nay. Chia sẻ về người đàn ông quyền lực luôn bên cạnh yêu chiều, danh ca Sơn Tuyển đã thừa nhận: "Bản thân là người phụ nữ may mắn, tôi là phụ nữ may mắn khi tìm được một bến đỗ an toàn và bình yên. Anh ấy luôn sát cánh cùng với tôi trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Chúng tôi quen nhau từ khi còn ở Việt Nam. Tôi gặp anh ấy trong một buổi tiệc sinh nhật bạn bè. Sau đó thì hai đứa thường xuyên điện thoại hỏi thăm nhau", nữ danh ca bày tỏ. Khi sang Mỹ định cư thì ông xã vẫn luôn đồng hành cùng với Sơn Tuyển, cả hai gần gũi và giúp đỡ nhau ở nơi đất khách. "Tình cảm của chúng tôi diễn ra một cách tự nhiên, đến lúc không thể sống thiếu nhau thì dọn về chung một nhà, hai vợ chồng sống bình yên như thế được hơn 40 năm", Sơn Tuyển chia sẻ. Ngoài công việc ca hát, cặp đôi đã tìm niềm vui trong những chuyến thiện nguyện, đề cập đến chuyện gắn bó hơn 40 năm, nhưng cặp đôi vẫn như vợ chồng son, ông xã của Sơn Tuyển tâm sự. "Không chỉ vợ chồng có duyên nợ với nhau mà con cái với cha mẹ cũng thế. Có lẽ chúng tôi chưa có duyên nên trời không cho. Tuy vậy, tôi vẫn thấy hạnh phúc vì bên cạnh vẫn còn có vợ." Trước đó, trong một show truyền hình, cặp đôi chia sẻ nhiều điều về cuộc sống vợ chồng. Danh ca Sơn Tuyển và ông xã gắn bó nhưng không đám cưới và có con chung. Dù vậy thì người bạn đời của nữ danh ca vẫn luôn bên cạnh chăm sóc để cho vợ phát triển sự nghiệp ca hát. "Chồng tôi cũng thích có con, nhưng anh ấy không bao giờ nhắc vì thông cảm cho vợ. Dù chỉ có hai vợ chồng trong căn nhà, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc", nữ danh ca chia sẻ. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.